em bước xa mãi nơi đâu để anh đi. Anh đã thao thức suốt bao ngày qua đêm dài. Khi thấy tim nhói đâu là đã biết chia ly. Một lời nói trái đang xé nát trái tim trong tiếng yêu em. Người yêu ơi, gửi lời gió mưa. Ngày em đến một ngày nắng trưa. Ngày em đi một ngày gió mưa. Buồn hoen đôi mắt. Rồi lời hứa hẹn thề có khó. Rồi mai mốt từng còn nhớ mong. Dù hạnh phúc còn lại bao giờ. Hạnh phúc mong mai. Người yêu ơi, gửi lời gió. Gió mưa buồn hoen đôi mắt. Rồi lời hứa hẹn thề có khó. Rồi mai mốt tình còn nhớ mong. Dù hạnh phúc còn lại bao giờ. Sở hữu một thứ rất quý giá trên đời này, đáng mà gìn giữ đi đó. Này nói giống như người trưởng thành vậy ha. Thì em đã trưởng thành từ lâu rồi, tại anh hai không biết thôi. Thì cô, tôi biết cô quá mà. Lúc nào cũng ham chơi. Mỗi lần nhắc tới em giống như nhắc cô gái mới vị thành niên vậy. Nói vậy coi chừng bị hố nặng đó nha. Thì cứ coi như em là người hời hợt đi. Vậy em đố anh hai điều gì trong cuộc đời anh được gọi là đáng quý nhất? Trời, như vậy cũng hỏi. Cô Bình với ai? Bởi vậy, anh đúng là gã khờ chính hiệu, không sai chút nào. Thứ quý giá nhất cuộc đời anh ngay tại lúc này chính là chị Thùy Hương đó. Không đúng sao còn nhìn em? Chị Hương không có bao giờ chịu lấy một người đàn ông có con rồi đâu. Anh chẳng hiểu tâm lý phụ nữ chút nào. Định lấy chuyện nọ sọ chuyện kia chứ gì, phải không? Để che giấu tội lỗi của mình, phải không? Tội lỗi? Em có tội lỗi gì mà phải che giấu chứ? Nè, ai cho phép em nhờ Thùy Hương dạy hát cho em hả? Anh cũng biết rồi hả? Sao không biết? Thì em chứ ai. Em cho phép mình. Em là công nhân tự do mà. Mình nói nhỏ nè, chị Thị Hương á nha, quả thật là một người rất xuất sắc nha. Chị ấy không những giỏi về thanh nhạc nè, mà lại còn tin tưởng và kiên nhẫn chỉ dạy em nữa đó. Nè, dù gì đi chăng nữa, muốn nhờ Thị Hương cũng phải hỏi anh tiếng, cũng phải xin ý kiến của anh chứ. Thì chỉ cần chị Thị Hương nhiệt tình mà dạy dỗ em là được rồi. Hôm bữa nha, em tới phòng trà xem chị Thùy Hương biểu diễn thực tế nha. Rất là xuất sắc luôn. Chị ấy chuyên nghiệp quá. Tạo như một cái sự tự nhiên mà không cần phải cố gắng này nọ. Chị ấy đúng là một thiên thần của lòng em. Bộ em mê chị Thùy Hương còn hơn anh nữa rồi đó. Mẹ. Mẹ ở đó nãy giờ hả mẹ? Chưa đâu. Nhờ vậy tôi mới nghe đó. Sao vậy con? Sao con tự ý đi học nhạc vậy? Nhưng mà âm nhạc là điều đáng học mà mẹ. Con chẳng qua là tìm người đáng tin tưởng để dạy cho mình thôi. Cái đáng học á thì không chịu học, cứ học mấy cái thứ ăn chơi không à. Bởi nhiều khi mẹ buồn lắm. Riết rồi mẹ như cái bóng trong nhà này vậy đó. Nói không có ai nghe hết á. Không phải vậy đâu mẹ. Mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa của tụi con hết. Xin lỗi.
Con chỉ sống cho mình một chút, không lẽ vui sống như vậy cũng là sai hả mẹ? Xin lỗi. Mẹ, nếu như con làm cho mẹ buồn lòng á, con xin lỗi mẹ. Thôi đi, con xin lỗi rồi mai mốt kia cũng làm y theo kiểu của mình thôi hà. Anh hai. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, anh hai. Mẹ, con xin lỗi. Ngày mai con làm tiếp rồi. Không có đâu mà mẹ, con hứa với mẹ rồi, con không có hư nữa. Hứa không? Dạ. Bác sĩ mình mừng, quả nó bị lùn phải không bà? Thôi đi, làm gì Như Lan thích nói với anh chàng đào hoa đó. Anh ta chỉ nổi trội trong cái bệnh viện này. Sao hỏi rộng lớn, anh ta là cái gì? Rất có giá trị đối với Trâm Anh, bà hiểu không? Thôi đi, không được bỏ qua mọi chuyện. Phải đào sâu tìm hiểu nguyên nhân. Có như vậy á, anh ta mới không sử dụng Trâm Anh như một người sai vặt. Trời ơi. Bây giờ đi ăn vui vẻ hay là để cãi nhau? Tôi sót với Trâm Anh tôi mới nói vậy thôi. Đúng là yêu rồi mù quáng. Nói ít hiểu nhiều. Bao nhiêu đó là Trâm Anh nó đủ hiểu rồi. Thật tình mà nói thì hứa với lòng rồi, không có muốn giúp anh ấy nữa. Nhưng mà những lần anh ấy nói gì thì cứ làm theo răm rắp, như là có ma lực vậy. Ma lực gì đâu mà ma lực. Như vậy thì mới gọi là tình yêu được chứ. Đã bảo là chưa yêu mà. Tụi con gái tụi mình á, thật tình chẳng thoát khỏi lưới tình. Nhất là lưới tình do chính mình giăng ra, vì mình đã yêu mà con trai mất rồi. Có gì mà yêu chứ. Thôi đi, nhận đi. Phải nhận mới thấy rõ vấn đề chứ. Thôi đi, làm ơn giùm tôi đi, ăn đi. Tôi ăn sắp hết rồi nè. Tôi mà lên cân á là tôi bắt đền với bà đó. Alo, dạ Thùy Hương nghe hả? Bác là bác Thanh đây. Dạ con chào bác. Bác gọi điện để nói với cháu là cháu cứ làm công việc của cháu, nhưng mà bác xin cháu đừng có lôi kéo con Thủy Tiên vào con đường của cháu. Dạ con xin lỗi, con không hiểu ý của bác hả? Ý bác muốn nói là bác không muốn cháu lôi kéo nó vào con đường ca hát của cháu đó. Dạ cho bác hiểu lầm rồi. Con không hề lôi kéo Thủy Tiên hả? Vậy sao? Nếu không á, thì cháu đang dùng giọng hát của cháu để mê hoặc nó. Mà bác thì bác muốn cháu dừng lại đi. Đừng có nên làm như vậy nữa. Dạ. Dạ bác đừng phiền lòng nữa. Con sẽ... Bác mong là cháu sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm một cái việc gì đó. Nhất là cái việc mà làm hủy hoại một cái nghề nghiệp của một cô gái khác. Con... Vậy thôi. Bác à, bác... Ca cho em nghe. Gió đưa trăng mà là trăng đưa gió, mà trăng lặng rồi gió biết đưa. Dữ. Đúng quá dữ, quá đã. Tôi nói ông biết. Vô anh. Những cái câu chuyện mà ông nói với tôi hồi chiều giờ, tôi công nhận là hết sức là chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì chắc chắn rằng có nội gián ở trong phòng của tôi. Đúng. Mà nội gián này của ai? Của Minh Hùng chứ. Nhưng sao nó biết được? Tôi nói thiệt chứ ông, cái thằng này coi vậy chứ chơi cho nó khó lắm. Không đó. Mà tôi nói ông đừng có tự ái. Xin lỗi ông á, nó thông minh với nó thủ đoạn hơn ông nhiều. Ý ông nói tôi ngu hả? Mày, cái ý của tôi nó là vậy nè. Tức là cái thằng này đó ông phải công nhận không? Là nó được thần may mắn là phù hộ nó. Mà tôi nghĩ thêm một cái điều nữa là phải có rất nhiều người giúp đỡ nó. Cho nên là bất cứ cái chuyện này... Ây, mày mấy gì không có đâu, tôi nói ông. Kể từ ngày hôm nay là
Tôi phải để ý với cái vàng dưới của tôi, vàng lính của tôi. Anh uống đi. Chắc chắn là có thằng phản bội. Thôi. Chắc chắn là có thằng phản bội. Thôi, phản bội hoài mệt quá. Vui chơi chút đi, ông cái bàn chỉ làm ăn và nhức đầu quá, phải không em? Ủa nãy em đưa sao hay lắm mà giờ anh đưa không được, anh lòn quá anh đưa không được vậy? Uống đi. Mà. Ở đây vui quá hả? Cho tôi ngồi chơi được không? Ủa, mày đi đâu đây? Không biết tại sao hôm nay lại muốn uống rượu với chú Vũ, cho thật là say. Thằng cháu anh, chạy không? Muốn uống rượu với ông này hả? Như vậy có nghĩa là cậu không muốn nhậu với tôi đúng không? Đúng vậy. Sao vậy? Thôi mình thôi, sorry. Tôi sẽ để cho chú cháu mấy người thoải mái tự do. Thôi. Không. Ê, bây giờ tới ông à, tới ông tự ái phải không? Cái vụ này không có tình ai, tôi mời ông qua đây. Không, không làm phiền. Ngồi xuống. Không làm phiền, tiễn biệt. Em đi với anh. Mình thiếu gì chỗ đi. Bye bye. Chơi kỳ vậy anh, vậy còn em sao hả? Em cứ ngồi đó đi. Cứ ngồi đó mà phục vụ cho chú anh. Anh sẽ bò gấp đôi. Anh. Uống đi anh. Này nó tưởng mấy người chú đâu có gì quá. Trời. Nè, rót rượu thêm đi. Dữ nha ha. Thấy thằng cháu anh chơi sạp chưa? Nó chê chú nó không có tiền bó. Bò gấp đôi. Mời chú. Vô. Giờ bữa nay tự nhiên có sáng kiến ngồi nhậu với chú. Mày tới tao hơi bất ngờ. Uống không sai không về nha. Đúng rồi, sai. Bây giờ chú nói rõ đi, tại sao chú lại nói tôi là đồ con quan? Tao nói mày đồ con quan hồi nào? Chú đừng có giỡn nữa, chính miệng chú nói ra mà. Chú mà không nói ra rõ ràng lý do, chú đừng có trách tôi độc ác. Mày hâm dọa tao hả? Tôi không hâm dọa. Mày muốn gì nữa đây? Những lỗi lầm của chú trong bệnh viện tôi đều biết hết. Chuyện dược phẩm, chuyện về giá tiền chênh lệch với nhau, những chuyện bê bối của chú với thím Vũ nữa. Cái gì? Chú thôi ba cái trò đùa này đi. Nếu chú không nói ra sự thật, những chuyện xấu của chú tất cả những người trong bệnh viện đều biết. Vấn đề là tao không biết gì hết. Mày cứ chơi bài ngửa đi. Chơi bài ngửa đi. Tôi hỏi chú một lần nữa, tại sao chú nói tôi là đồ con quan? Trời đất ơi, tao đã nói với mày rồi, hôm đó tao lỡ lời. Chứ mày á, là con của ba má mày, chứ mày là con quan. Không lẽ mày ở dưới đất mày chu lên? Tao lỡ lời. Xin lỗi. Tao lỡ lời. Cái miệng của chú thúi thiệt. Thúi, miệng tao thúi. Thúi. Miệng tao thúi chú quách. Tao lỡ lời mày chậm chứ. Tao lỡ lời thôi, cho tao xin lỗi. Xin lỗi. Ha, được rồi, tao xin lỗi. Tao lỡ lời mà đâu có ai. Con ở đây. Trời ơi, lần sau con tới chơi mà đem trái cây quà cáp vậy á là bác giận, bác không có mời vô nhà đâu đó nghe.
Bác coi con là con cái trong nhà rồi, cho nên không có cần quà cáp nữa đúng không? Là con gái hay là con dâu gì cũng được. Bác nói thiệt không? Con mà được làm con trong nhà này chắc là con hạnh phúc lắm. Tôi nói thiệt chứ. Mà hôm nay con thấy vẻ mặt bác hơi lo lắng thì phải. Thì chuyện con Thủy Tiên chứ đâu. Thế tối là ngày lo tu dưỡng chuyên môn bác sĩ thì không lo, mà cứ đi hát đi hò không à. Thế rảnh thời gian chút xíu cái nó chạy lại chỗ Thị Hương á. Bực mình ghê vậy. Này, con uống nước đi con. Dạ. Con biết không, bác đã điện thoại cảnh báo rồi đó, mà đâu vẫn hoàn đó hả? Trời, nhiều khi bác thấy buồn. Không lẽ giờ mình già rồi, cái tiếng nói của mình trong nhà này không có trọng lượng hay sao? Em Tiên đến đó học hát hả bác? Nhưng mà con nghĩ là bác đừng nên lo lắng như vậy. Tại vì con thấy em Tiên đến bệnh viện làm việc cũng rất là siêng năng. Mà chắc là em học hát để cho vui thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Thiệt không? Thiệt mà. Thôi nghe con nói vậy bác cũng thấy nhẹ người nữa. Dạ chào nội, chào cô. Anh mới về hả? Anh mới về, chào em. Là con. Thôi bây giờ con với nội vô rồi rửa tay rửa mặt nha. Nha. Rồi chuẩn bị trái cây cho con trong nhà nghe chưa? Dạ. Con ngồi chơi nói chuyện với Minh Tâm nha. Minh Tâm qua đây ngồi. Dạ tiếp. Dạ. Em tới lâu chưa? Dạ em cũng mới tới à. Anh tới một mình đó. Dạ. Để anh đưa em về. Nhiều khi trời tối đi về một mình hơi nguy hiểm. Anh lo lắng chỉ vì em là phụ nữ thôi sao? Sao em lại hỏi như vậy? Tại vì em chỉ muốn đến đây chơi để thăm bác thôi. Với lại em thấy bác cũng cô đơn, em muốn đến đây tâm sự với bác. Nếu như đến đây mà gặp được anh thì em cũng thấy vui hơn. Gặp anh có gì đâu mà vui. Em gặp được anh, em sẽ thấy đỡ nhớ anh hơn. Để anh tiễn em về nha. Của em kìa mới xỉn. Mà nè, trong mấy người bạn của em á, anh thích ai vậy? Mấy người bạn của em á, đâu có người nào đẹp bằng em gái của anh đâu. Anh đâu có thích. Đương nhiên rồi, em gái của anh thì phải đẹp thôi. Nhưng mà ý em hỏi là anh có để ý ai trong mấy người đó không á? Hả? Đương nhiên là không rồi. Anh ba thiệt hồ đồ quá à. Điên thật rồi. Anh ba, anh sao vậy? Hôm nay em thấy anh lạ quá à. Không như anh ba của em thường ngày.
tâm sự phải không? Em nghe anh hỏi nè, em có nhớ gì về những kỷ niệm tuổi thơ của anh với em không? Kỷ niệm tuổi thơ hả? Anh hơn em đến tận 7 tuổi. Đáng lẽ những ký ức về tuổi thơ á, anh phải là người biết nhiều hơn em mới đúng chứ. Sao lại hỏi em? Không có gì đâu, tại anh buồn miệng anh hỏi vậy thôi. Mà em nghĩ là trời cũng khuya rồi, thôi anh em mình về. Có chuyện gì muốn xin xỏ hay sao mà mời ba ra đây vậy? Hôm nay con có chuyện rất quan trọng. Rất quan trọng, con muốn thưa với ba. Quan trọng thì nói chuyện ở nhà hoặc ở bệnh viện. Ba thấy đó là những nơi an toàn nhất, đúng không? Dạ ba nói đúng. Nhưng mà chuyện này nó quan trọng đến nỗi mà con không thể nào thưa với ba ở tại nhà hoặc là trong bệnh viện được. Sao vậy? Bởi vì con sợ là thằng Minh Hùng nó biết. Việc này có liên quan tới Minh Hùng mà. Dạ. Không nói thẳng ra đi cứ làm vòng mất thời gian quá. Có một hôm con giận quá, con không kiềm chế nổi. Con mắng thằng Minh Hùng là đồ con quan. Cái gì? Con mắng nó là đồ con quan. Con biết con là rồi. Con xin lỗi bà, con hứa với bà là tương lai sắp tới con sẽ hết sức thận trọng trong từng lời nói của mình. Con rất là sợ. Sợ là thằng Minh Hùng nó vĩnh vào cái câu nói của con để tìm ra sự thật. Cho đó hôm nay nó cứ gặp con hoài. Nó gặp con hoài nó hỏi gì cái chuyện đó. Dạ, con xin lỗi. Để ba suy nghĩ. Con ồn quá. Dù sao thì lời nói cũng đã nói ra rồi, con cứ xin lỗi cũng không rút lại được. Thầy thứ ba, bởi vậy con mới mời ba hôm nay ra đây để thưa với ba, để xin ý kiến ba về chuyện này. Con phải làm sao đi? Không làm gì hết. Con làm như là không có chuyện gì xảy ra hết là được. Từ từ thì thằng nhỏ nó sẽ quên đi. Dù sao đây cũng là một câu nói thoảng qua, không có căn cứ gì hết. Dạ con cảm ơn ba, con sẽ nghe lời ba. Ăn đi. Mẹ. Hả? Con thấy mấy việc này á, mình nên kiếm người làm đi, để cho mẹ còn nghỉ ngơi. Thôi để mẹ làm cho nó khuây khỏa. Chứ nếu không làm cái gì á thì mẹ có cảm giác mình như là cái bóng trong nhà này vậy đó. Mẹ nói vậy chứ mẹ là linh hồn của nhà này đó. Chứ mẹ thử mà buông thả mọi chuyện hoặc đi đâu chơi đi, cái nhà này sẽ bị rối tung lên cho mà coi. Nhất là ông nội và anh hai đó. Con nói sai rồi. Anh hai con á thì thế nào cũng phải lấy vợ chứ đâu có sống hoài vậy được. Còn trong cái nhà này mọi việc đều do ông nội con quyết định. Mà nè, hồi tối hôm qua tại sao con với Thủy Tiên đi chơi cái gì mà khuya dữ mới về vậy hả? Dạ, hôm qua tụi con đến nhà bạn Thủy Tiên chơi. Hay quá ha, tới nhà chơi mà khuya vậy đó.
Con á, không có để cho mẹ nhắc hoài cái chuyện này không có được nha. Lớn rồi, con Thủy Tiên nó nhỏ, nó ham chơi thì đã đành. Còn con phải nhắc em, con còn a dua cho nó nữa. Xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm, không chiều Thủy Tiên nữa. Thì mẹ nói vậy thôi chứ mẹ đâu có giận gì tụi con đâu. Mà nè, sao bữa nay con hỏi cái gì vậy? Con hình như con muốn nói chuyện gì với mẹ phải không? Dạ, tại hôm qua con với Thủy Tiên có nhắc về ký ức của tuổi thơ. Nhưng mà ký ức tuổi thơ của con thì ít quá. Hình như là lúc trước mẹ thương con nhất nhà phải không? Cái thằng chó con này. Con thì đứa nào mẹ không thương như nhau. Hỏi lãng à. Hồi nhỏ con như thế nào hả mẹ? Con thấy anh hai thì giống ba, Thủy Tiên thì giống mẹ, còn con thì không có giống ai hết. Nhiều khi con giống cả ba lẫn mẹ cho nên khác khác chút chứ có gì đâu. Nè, mà sao bữa nay con ăn hỏi gì lung tung vậy hả? Tại muốn nói chuyện với mẹ cho vui vậy thôi chứ không có gì đâu. Mẹ còn gì không, con dọn phụ cho. Xong rồi. Bé Liên cũng khỏe rồi, em cũng đừng lo lắng. Dạ. Em đang nghĩ ngợi chuyện gì phải không? Dạ, em đâu có gì đâu anh. Thôi đừng có giấu anh, anh nhìn anh biết mà. Có chuyện gì hả? Dạ tại em lo lắng cho bệnh tình của bé Liên thôi. Còn bây giờ nghe nói như vậy á, em bớt rồi. Vậy là nhờ anh ha. Anh tự tin quá ha. Nhờ con anh thôi. Nói tóm lại là nhờ cha con anh. Có tin không? Giám đốc có tình yêu rồi đó, mừng không? Trời, thiệt vậy không đó? 100%. Chính tôi chứng kiến cái thang máy nè. Đúng là tin vui á. Phụ nữ đối với giám đốc là một điều xa lạ. Đúng rồi, anh ấy khác hoàn toàn với bác sĩ Hùng Đào qua. Trời, sao tự nhiên so sánh vậy? Đang nói về ai? Giám đốc tỏ tình thật nhẹ nhàng và tình tứ. Em có niềm vui trở lại nhờ anh và con đúng không? Trời, cô gái nào có phước quá vậy ta? Cô ta còn rất trẻ, khoảng 25 tuổi. Nhưng mà có gương mặt hơi buồn, nhưng cười trông rất rạng rỡ. Trời ơi, miêu tả người yêu của giám đốc mà giống như là đọc lời bình quảng cáo vậy. Nhưng mà công nhận giám đốc cũng tài thiệt đó nha. Mà tôi thấy á, dạo này á, anh ấy có nhiều thay đổi lắm á. Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy á. Dạo này anh ấy có nhiều chuyển biến lạ lắm, không có còn buồn phiền như trước nữa. Nhưng mà chuyển biến tốt mà, đúng không? Ừ. Nếu mà cả gia đình biết được á, thì chắc sẽ vui lắm đó. Đúng rồi đó. Nhưng mà nghe nói á, bác Phước là thương bác sĩ Hùng nhiều hơn. Sao kỳ vậy ta? Dù sao hai người vẫn là cháu mà. Thì dĩ nhiên là cháu. Nói chung là chuyện khó nói được lắm. Nhìn bác An Phước như vậy, lạnh nhạt như vậy đó, mà bác có tấm lòng rất là độ lượng. Tôi nghe có nhiều người gọi bác là ông già gan thép á. Nghe nói là bác rất là nghiêm khắc. Ừ, thầy có nghe gọi như vậy nữa. Ủa, tự nhiên đang nói chuyện yêu đương, chuyện sang mất Phước là sao? Trở lại chuyện cũ đi. Tôi nghĩ sắp tới á, sẽ có một đám cưới thật to nè. Rồi họ sẽ có con với nhau. Hạnh phúc quá. Ngồi đi con. Ông gọi con có việc gì gấp không ạ? Ngồi đi. Có uống cà phê không? Ông gọi nha. Dạ con uống cà phê lúc sáng rồi. Ông gọi con lên đây có chuyện quan trọng không nội? Ngồi uống trà với ông cái đã.
À, dạo này có gì mới không con? Dạ con thì không, nhưng anh Tâm thì có. Hình như anh chuẩn bị yêu. Yêu là yêu thôi, chứ chuẩn bị thì khó nói lắm. Uống đi con. Hình như ông nội rành về chuyện này quá. Thì ông sống gần hết một đời rồi còn gì nữa. À Minh Hùng, hôm nay quan hệ giữa con và chú Vũ có cải thiện được chưa? Cái vụ mổ tim vừa rồi đó, ông nghĩ là chú Vũ không có cố ý sắp xếp vậy đâu con. Con thì đâu có dám than phiền gì. Chỉ có điều... Điều gì con? Dạ không có gì đâu, chắc chú Vũ nói chơi thôi. Chú ghét con cứng đầu đó mà. Nó nói gì? Chú nói con là đồ con quen, thật khiến con phải suy nghĩ. Nó nói như vậy à? Tào lao. Cái thằng. Con tin à? Dạ không, đương nhiên là không tin rồi. Thôi quên hẳn cái chuyện đó đi con. Cuộc sống và công việc hàng ngày là đủ mệt lắm rồi. Dạ. Nước đi con. Rồi tôi có chuyện gì không? Bệnh nhân này có phải của bác Sư Trang không? Bác ơi, bác có nghe con nói gì không? Bệnh nhân người như hôn mê, chắc có lẽ phải nhập viện thôi. Nhưng bác ấy không có người thân. Giờ tính sao? Anh đi làm thủ tục gấp cho tôi đi. Thế nào rồi chị? Em đứng ra ký giấy bảo đảm mà. Không phải là như vậy, nhưng nếu mà có chuyện, bên này sẽ gặp nhiều rắc rối lắm. Chị cứ yên tâm, em hứa sẽ không làm phiền chị nữa đâu. Em làm thủ tục đi, rồi đưa cho bác sĩ Trang ký, rồi cho nhập viện luôn nha. Yeah. Em cảm ơn chị. Anh sao vậy? Không có gì. Bác sĩ gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Không có gì. Em chỉ muốn làm quen với chị thôi. Chị rất là đẹp. Nhất là chị đã làm cho anh Minh Tâm thay đổi. Cảm ơn. Bác sĩ cũng rất là đẹp. Chị nói vậy chị để ăn ngủ em thôi đúng không? Nhưng mà không phải vì chị đẹp mà anh ấy thích chị đâu. Thực ra thì ngoài là đồng nghiệp ra thì anh Tâm và em có một mối liên hệ rất là đặc biệt. Chị có muốn biết không? Không chỉ có như vậy mà bác Thanh mẹ của anh ấy còn rất là quý em. Bác ấy coi em giống như là con cái trong nhà vậy đó. Bác sĩ gọi tôi ra đây cố tình là muốn nói chuyện này cho tôi biết. Nếu đã nói xong rồi, tôi xin phép đi trước. Không ngờ chị cũng dễ nổi nóng như vậy. Nhưng mà em không có ý gì cả. Tất cả những điều em nói với chị đều là sự thật. Anh Minh Tâm, anh không chỉ coi em như là một bác sĩ thực tập, mà giữa em và anh ấy cũng đã... Xin lỗi, tôi không quan tâm đến chuyện hai người. Tôi đi trước đây. Chị Hương, em tìm chị nãy giờ mà không gặp, thì ra chị đây. Chào em. Ủa mà sao chị ngồi đây với chị Hương vậy? Đâu có gì đâu, thì đôi lúc chị em cũng cần tâm sự với nhau. Mình đi đi em. Thank you.
đang chơi hay là đánh nhau với Bi vậy? Có chuyện gì vậy? Đúng là khó hiểu thật. Nếu chỉ là một câu nói lỡ lời thôi, đâu cần phải giải thích lớn chuyện như vậy. Ông nói gì tôi không hiểu. Không có gì đâu, đánh tiếp đi. Anh có gì không? Bệnh viện có chuyện gì gấp hả? Em là sếp quản lý và hành chánh của anh từ lúc nào vậy? Nếu không có chuyện gì anh cấp máy nha. Bác sĩ, bác uống nước nha. Dạ, tôi khát quá. Bác sĩ ơi, sao tôi thấy khó chịu trong người quá. Mà cái chỗ cái bụng á, đau nhiều nhất. Dạ, được rồi, vậy con sẽ kiểm tra lại. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một giọng ca thật truyền cảm của nữ ca sĩ Thùy Hương với nhạc phẩm được mang tên Xóa Tên Người Tình của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Xin quý vị cùng thưởng thức.
Ủa chị, sao chị lại ở đây? Vì chăm sóc cho bệnh nhân thì chị phải để cho người nhà bệnh nhân chứ. Tội nghiệp bác, không có gia đình gì hết. Nếu không có gia đình thì chị để điều dưỡng tụi em lo. Em thấy mấy bữa nay sức khỏe của chị không được tốt á. Về đi chị. Ừ, vậy em chăm sóc bác giùm chị nha. Dạ. Chị về nghỉ trước đây. Chị sao vậy? Chị bị sốt rồi. Đi chị. Dừng lại đi. Bác mong là cháu sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm một cái việc gì đó, nhất là cái việc mà làm hủy hoại một cái nghề nghiệp của một cô gái khác. Đường dài thật ra bàn chân bước đường. Nhiều khi chẳng nhớ tháng ngày trôi nhanh, để rồi một ngày ta chợt nhận ra tình yêu đánh mất xa tầm tay. Cuộc đời dư kỳ tựa như phép màu, hạnh phúc nỗi nhớ đang cay nghiệt riêng. Chuyện về lòng người làm sao đoán được, em như cơn mơ hoang đường vội qua. Xin giang đôi tay mơ ngày bình yên, chứ không yêu đuối ôm chắc có ai làm. Xin giang đôi tay mơ về ngày mai, mong cho tình vui dù đời tương lai. Xin giang đôi tay mơ ngày bình, chưa có yêu đuối ôm chặt cõi lòng. Xin giang đôi tay mơ về ngày mai, mong cho tình vui dù đời thương lai. Hello, bệnh nhân mới bỏ hồi chiều, đã chữa cho ông rồi. Cái gì? Bệnh nhân nào? Dạ, sáng phụ hồi chiều quá ạ. À,